QGZ kỳ 8, đại dịch sát sống tấn công chủ nhà World Cup. Tiếp tục chương 2, cảnh báo. Rừng mưa nhiệt đới Amazon, Brazil. Tôi đến đây cùng chiếc băng bịt mắt để tránh tiết lộ nơi các vị chủ nhà nương náu. Dân ngoài vùng gọi họ là hung nhân, không rõ bắt nguồn từ bản chất hung bạo, thích gây chiến hay là vì những ngôi làng họ cư trú, treo mình trên các thân cây sừng sững nhất, nơi đã giúp họ thích ứng với đại dịch khủng hoảng còn hơn cả những quốc gia công nghiệp hóa hùng cường. Cũng chẳng rõ Fernando Oliveira, một gã da trắng nghiện ngập, thân hình còm nhom, đến từ cái mảnh đất tận cùng thế giới kia, là một vị khách, là một linh vật hay là một tù nhân của họ. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng mình vẫn là bác sĩ. Vâng, tôi giàu có và tiền thì vẫn cứ đổ vào túi ngày qua ngày. Nhưng ít ra những thành công đó có được là nhờ vào việc tiến hành các cuộc phẫu thuật cần thiết. Tôi không hề cắt gọt mũi mấy đứa thanh thiếu niên hay khâu cổ quý của mấy gã Sudan vào đám diva nhạc pop đồng tính. Tôi vẫn là một bác sĩ, tôi vẫn giúp đỡ mọi người. Và nếu chuyện tôi làm là vô đạo đức với mấy kẻ giả nhân giả nghĩa đất Bắc, vậy tại sao dân của họ vẫn cứ kéo về đây đàn đàn lũ lũ? Gói hàng đến sân bay trước 1 giờ so với bệnh nhân, đặt giữa đá lạnh trong một hộp nhựa cách nhiệt. Những quả tim luôn là đồ hiếm, không như gan hay tế bào da, càng không như thận, thứ mà sau khi luật suy đoán đồng ý được thông qua, có thể dễ dàng kiếm được ở bất cứ bệnh viện hay nhà xác nào trên khắp cả nước. Quả tim đã được kiểm tra chưa? Để làm gì cơ chứ? Muốn kiểm tra anh phải biết mình đang định tìm kiếm cái gì. Chúng tôi đâu có biết tới đại dịch biết đi. Lúc đó chúng tôi chỉ quan tâm tới những căn bệnh viêm gan thông thường hay HIVS và cũng chẳng có thời gian để mà xét nghiệm. Tại sao? Vì chỉ riêng chuyến bay vận chuyển thôi đã mất quá nhiều thời gian, nội tạng không thể giữ mãi trong đá lạnh được. Với quả tim này, chúng tôi đã đẩy vận may của mình quá xa tầm với. Quả tim tới từ đâu? Đa phần là Trung Quốc, gõ cỏ của tôi hoạt động bên ngoài Macau. Chúng tôi vốn tin tưởng lão bởi thành tích ấn tượng trong quá khứ. Khi lão đảm bảo với chúng tôi rằng kiện hàng hoàn toàn sạch sẽ, chúng tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Đã hiểu rõ rủi ro trong những chuyện như thế này, tôi hiểu và khách hàng cũng hiểu. Khách hàng ở đây là Hermuller, người mà ngoài việc mắc căn bệnh tim thông thường còn chịu nguyền rủa bởi một khuyết tật di truyền cực kỳ hiếm gặp. Đây là chứng lệch tim phải cùng. Tất thể lục phủ ngũ tạng của ông nằm hướng đối nghịch so với người thường. Thận nằm bên trái, tim nằm bên phải. Vì thế anh có thể thấy chúng tôi đang đối mặt với một trường hợp vô cùng hy hữu. Đội ngũ phẫu thuật không chỉ cứ gấy ghép rồi lật ngược quả tim, chuyện đó đâu đơn giản như vậy. Quá trình phẫu thuật muốn thành công cần một quả tim lành lặn, nguyên vẹn từ đúng người hiến tặng, có tình trạng tương tự hệt như Hermuller. Quá trình phẫu thuật muốn thành công cần một quả tim lành lặn, nguyên vẹn từ đúng người hiến tặng, có tình trạng cơ thể hệt như Hermuller. Liệu có nơi nào khác mà chúng tôi có thể tìm kiếm vận may của mình ngoài Trung Quốc? Anh coi đó là vận may. Vận may và cả những thủ đoạn chính trị. Tôi nói với tay co của mình cái mình cần cùng chi tiết sự việc. Chính xác thì 3 tuần sau, email hồi đáp tới với nội dung đã có kết quả. Vậy anh bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật. Thực tế tôi là phần hỗ trợ, bác sĩ Silva mới thực sự tham gia vào quy trình phẫu thuật chính. Ông là một bác sĩ tim uy tín, chuyên tham gia vào các ca phẫu thuật phức tạp nhất tại bệnh viện Israel Albert Einstein ở Sao Paulo. Một lão khốn vênh váo, thậm chí quá vênh váo so với một gã bác sĩ tim. Phải kìm cái tôi của mình xuống để làm việc với. À không, làm việc dưới lão thì đúng hơn. Gã khốn đó đối xử với tôi như học sinh y khoa năm nhất. Nhưng đây vẫn là điều phải làm. Hermuller cần một quả tim mới và ngôi nhà nhìn ra bờ biển của tôi cần một bồn tắm thảo dược hạng nhất. Nhưng Hermuller không bao giờ tỉnh dậy sau quá trình gây mê. Và với thân xác ông nằm kia trong phòng hồi sức, các triệu chứng đầu tiên bắt đầu xuất hiện chỉ sau vài phút. Thân nhiệt, nhịp tim, rồi độ bão hỏa oxy. Tôi cảm thấy lo lắng và dường như giác quan nghề nghiệp cũng bắt đầu đánh động vì đồng nghiệp dạn dày kinh nghiệm. Lão bảo tôi rằng đây hoàn toàn có thể là một phản ứng thông thường với thuốc ức chế miễn dịch, hay đơn thuần chỉ là những biến chứng đã lường trước của một ông già thừa cân, bệnh tật, 60 tuổi, vừa trải qua một ca phẫu thuật phức tạp nhất trong lịch sử y khoa hiện đại. Phải nói rằng tôi cảm thấy ngạc nhiên khi lão không tạt tai mình khi nói, đúng là lão khốn. Lão nói tôi hãy về nhà, tắm táp rửa ráy, lên giường đi ngủ, rồi thì gọi một vài ả lên phòng và thư giãn. Còn phận lão thì lão sẽ ở lại và theo dõi bệnh nhân. Nếu có gì thay đổi,
lão sẽ gọi cho tôi ngay lập tức. Lúc đó tôi có thể nghĩ được gì nữa cơ chứ? Có thể do thuốc, cái loại Okateba đó, hoặc có thể do chính tôi đang trở nên lo lắng vớ vẩn mà thôi. Đây là ca ghép tim đầu tiên mà tôi tham gia, tôi thì biết gì chứ. Nhưng chuyện vẫn khiến tôi lo lắng tới độ, điều cuối cùng tôi muốn là đặt lưng xuống giường. Và cứ thế tôi quyết định làm những gì mà các vị y đức vẫn cứ làm khi bệnh nhân đang sống dở chết dở. Đó là xuống phố, nhảy nhót và đắm mình vào tiểu lạc. Tôi thậm chí còn không chắc điện thoại của mình đang rung trong vài lần đầu tiên. Chỉ ít thì cũng phải một tiếng đồng hồ sau, tôi mới nhấc máy trả lời. Grazila, người tiếp tân ở bệnh viện đang hoảng loạn thực sự. Cô báo rằng Hermuller đã rơi vào cơn hôn mê gần một tiếng trước đó. Ngay lập tức tôi nhảy vào xe trước khi Grazila kịp nói hết câu. Mất 30 phút để tôi vòng về phòng bệnh. Và trên đường tôi nguyền rủa cả lão Siva lẫn bản thân mình. Vậy là tôi có lý do để lo lắng. Vậy là tôi đã đúng. Mặc dù biết bản thân mình sẽ phải chịu chung hậu quả nếu chuyện này đổ bể. Nhưng trên đường đi tôi vẫn tận hưởng cái viễn cảnh danh tiếng của tượng đài Siva bị xóa sổ hoàn toàn. Tới nơi, tôi chứng kiến cảnh Grazila đang cố gắng trấn tĩnh Roshi, một trong số các y tá. Cô gái tội nghiệp đang vô cùng hoảng loạn. Tôi hôn lên trán và điều đó dường như giúp cô bình tâm. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao có vết máu trên tấm áo blue trắng, bác sĩ Siva đang ở đâu, các bệnh nhân tại sao lại rời khỏi giường, và cái tiếng đập thình thịch quái quỷ kia là gì thế? Roshi kể rằng tim của Hermuller bất chợt ngừng đập. Cô cùng mọi người đang cố gắng cấp cứu, thì bỗng nhiên ông mở mắt, chồm dậy và cắn vào tay bác sĩ Siva. Hai người họ giằng co, cô cố giúp nhưng thiếu chút nữa cũng trở thành nạn nhân kế tiếp trước hàm răng của Hermuller. Cô hoảng sợ bỏ chạy khỏi phòng và khóa trái cửa.